Đây là chàng dâu của tôi. Con tên là Chót. Mọi người hay gọi con là Liễu. Hiện tại con đang kinh doanh mỹ phẩm cũng giống như là thiết kế thời gian, trang và make up. Chót là út, chót hay là chót giót? Tại sao đặt tên là chót không? Dạ, nên chia sẻ chú Linh luôn. Tại vì nhà con đông anh em. Nhà con tới là 5 trai 5 gái, là tới 10 người. Xong rồi là ba con đẻ là con là cuối cùng luôn, đặt tên là chót luôn. Là nghỉ đẻ luôn á chị. Dạ. Chót là cuối cùng á. Dạ. À, đứng chót á. Dạ. Gọi là hàng chót á. Dạ. Đúng không? Chàng dâu làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, làm dâu thì cũng lâu rồi. Cũng 6 năm mấy, gần 7 năm rồi chị. Nhưng mà hai đứa em mới đám cưới là lúc là 19 tháng 1 năm 2024. Là mới đám cưới đây chị. Mới đám cưới đây. Dạ. Nhưng mà làm dâu lâu rồi. Dạ. À chị ơi, lúc mà con chị dắt Liễu Chót về đó thì giới thiệu sao? Thì nó giới thiệu nó nói, đây là bạn. Bạn đó, rồi từ từ Linh rồi dắt về nhà, rồi mình thấy bé này mình cũng mến, cũng thương, rồi thấy dạng như là cũng đảm đang, cũng biết tính trên nhường dưới, rồi cũng dễ thương lắm. Bao lâu thì nó giới thiệu là chàng dâu? Chắc cũng khoảng năm rồi con ha. Dạ. Năm. Khi nó giới thiệu đây là con dâu của mẹ thì lúc đó chị như thế nào? Nói chung là Linh hỏi là cũng nhiều người hỏi chị lắm. Dạ. Cái vấn đề là mình bây giờ mình thoáng thôi. Cái hạnh phúc của con thì mình cứ cho con hạnh phúc, chứ mình đâu theo ý mình được. Cuộc sống mà, tụi con cứ sống cho tụi nó đi. Miễn là hạnh phúc là mình mừng rồi. Đúng rồi. Thật ra cái chuyện đó ngày xưa thì người ta còn giấu giếm hay là trốn tránh, thì thật ra giờ không có chuyện gì phải lo cả. Đúng rồi. Bởi vì sinh ra đã như vậy rồi thì mình chấp nhận, miễn sao con mình hạnh phúc là được, đúng không chị? Đúng rồi. Thật ra Linh thấy rất nhiều bà mẹ chồng của chàng dâu đó cũng rất là cởi mở. Rồi sau đó thì chàng dâu này mình cảm nhận như một nàng dâu trong gia đình không? Đúng rồi em. Coi như thằng bé này là giống như con gái của chị vậy. Nói ra coi chung là công ngôn dung hạnh là nó được hết á. Làm gì trong nhà? Nó làm gì cũng được hết á. Nó coi như là nó giỏi á, chị mới thương. Ở nhà chị kêu nó như thế nào? Nói chung là cũng thương nó lắm, mến. Mến lắm. Nhưng mà cái ngày đầu tiên anh gặp mẹ chồng mà tương lai đó, dạ, anh cảm giác như thế nào? Lần đầu tiên gặp mẹ hả? Cảm giác là hơi sợ sợ. Tại vì anh Danny nói mẹ khó dữ lắm, cho nên em sợ, em bị áp lực. Lúc đó gặp mẹ là mặt mày em đỏ hết luôn á, sợ. Trời ơi, vậy đó bị căng thẳng á chú Linh, con sợ. Mẹ rất là khó về cái chuyện ăn uống. Mẹ là không ăn cơm trắng, chỉ ăn gạo lứt, không uống nước ngọt, chỉ uống nước suối. Không ăn trái cây gì quá ngọt, chỉ ăn mấy cái trái gì mà tốt cho sức khỏe thôi. Chung rất là kỹ, rồi ăn hạt, ăn đồ gì đó. Kỹ luôn hả? Hàng chị da mặt mẹ chồng đẹp quá. À, giống như Lộc nè, có ăn hạt hay không? Dạ, có ăn hạt, con như chim vậy đó. Dạ. Ủa nhưng mà khi mà biết mẹ như vậy, mẹ hơi kỹ tính thì có làm khó cho anh không? Cũng may mắn là từ nhỏ là con đã xa gia đình rồi, cho nên là con tiếp xúc với chuyện mà bếp núc đó em cũng ok, cho nên là cảm thấy cũng sẵn sàng. Chỉ sợ là hai mẹ con không hợp tính nhau thôi. Nhưng mà hai mẹ con có trang điểm rồi cùng nhau rồi. Anh làm make up đó. Đúng rồi, con make up cho mẹ, con mai đầu luôn. Đây nè, đây là chàng dâu mai cho chị đây. Make up, đầu tóc, đồ cho chị. Wow. Vậy mà sao yêu nó được chứ? Bởi vậy cháu nhà cô thì cô thấy chàng này cũng dễ thương, dễ mến. Ví dụ như thấy cô làm gì thì cháu cũng làm với cô. Nhưng mà thấy mẹ làm gì rồi thì cũng nhảy vô làm. Ví dụ như lặt gao nè, rửa chén nè. Nhưng mà để ý thì mẹ cũng chỉ nha chị nha. Ví dụ như chén mà ăn xong rồi là phải để vô cái thau, con phải chắc từ từ, rồi con xả nước. Rồi có một lần rửa gao với mẹ là mẹ nói là con xả nước ra hết rồi con mới bỏ gao vô để em cho nó dập gao, nói chung là gì đó. Thì nó là mẹ kỹ tính, nó là mẹ kỹ tính đó, là em về là em coi chừng á. Nói gì luôn á chị. Nhưng mà em thì em cũng giống lần đầu tiên mình về mình cũng hơi sợ, nhưng mà đúng một lần đó. Sau rồi sau này chị biết không, những lần mà anh Danny mà không đi về thăm mẹ là em là người nhắc. Em nói đi về mẹ chơi, nên ở đây buồn quá, có hai đứa đó cũng đi về chơi với mẹ, nấu ăn rồi đổ bánh xèo á. Là sáng đó mẹ hỏi ăn gì, mẹ đi chợ về xong hai mẹ con nấu ăn gì đó, nguyên gia đình ăn. Nó so với một cô dâu là gái thiệt với cô dâu là chàng trai này thì chị đánh giá thế nào? Nói chung là chị cũng may mắn lên, nó cũng giỏi giang quán xí được gia đình,
nên chị là cũng như là chị may mắn là chịu cái may mắn đó. Thậm chí này nó khéo hơn nữa đó. Chính xác. Đúng không Liễu? Dạ. Không, chú thấy là vậy. Thật ra là chú thấy con may áo cho mẹ rồi chăm sóc rồi make up cho mẹ. Chú tin con là một người rất là tỉ mỉ luôn. Linh cũng làm nhiều chương trình là mẹ chồng chàng dâu rồi. Nhiều người nói là nhiều khi là con trai làm dâu nó còn khéo hơn con gái nữa đó. Đúng, đúng, giỏi hơn nữa đó. Đúng rồi Linh. Nó tỉ mỉ kinh khủng lắm á. Dạ. Nhưng mà theo em thấy như vậy nè, mọi thứ đều thuận lợi thì em nghĩ là ở đâu đó còn có những cái gọi là cái góc nó khó khăn đối với anh trong việc làm dâu. Thì vấn đề gì mà anh gặp khó khăn? Anh nào? Dạ cũng có. Nhưng mà trong vấn đề mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đó thì mình khó khăn nhất là ở cái vấn đề gì không anh? Đôi khi mới có mấy cái nhiều chuyện mình không có nói với mẹ nhiều được. Tại sao? Thì ít có tâm sự với mẹ mấy cái chuyện mà tiêu cực, không muốn mẹ buồn khó cho chị. Ví dụ chuyện chồng con với con đó, con có hay tâm sự với mẹ không? Mẹ biết hết luôn chú Linh. Con không cần nói, ví dụ mẹ nói chuyện điện thoại con tí xíu, ủa hai đứa gây lộn hả? Gì luôn á. Ủa sao có nghĩa là mẹ cảm nhận được. Làm như là chỉ có cái giác quan hay đó mẹ. Ví dụ như con chị mà nó điện thoại là biết là tụi nó có cái gì đó. Tự mình sanh con mình biết. Vậy thì mẹ binh nàng dâu này hay là binh con ruột của mẹ? Không binh Linh, chị không binh. Ví dụ như có mặt đen nì á, chàng dâu á thì sẽ góp ý với thằng con trai. Còn ví dụ như không có con trai thì sẽ xây dựng với chàng này. Đó. Chị góp ý thẳng thắn luôn. Chị góp ý thẳng luôn, góp ý để cho con mình nó càng ngày nó càng hạnh phúc. Chứ không phải là mình nói mình binh con rồi mình la con dâu hay thằng dâu. Chứ mình đâu có chia rẽ tụi nó được. Chứ bây giờ chị chứng kiến hai đứa nó cãi nhau trước mặt mình không? Có chứ, có đánh lộn nữa. Trời ơi, trước mặt cô luôn hả? Thì cũng như là tán bập tay mới mà. Cái lúc đó thì mới, với lúc sau này chị cũng nói là ví dụ như Danny nó nóng thì thôi con bỏ con đi đi. Để chừng nào mà anh mà nguội rồi đó, ví dụ mình lên mình ngủ rồi mình khuyên thì chừng đó người ta sẽ biết cái khuyết điểm ta nằm ở đâu. Chàng này thì nghe lời, hồi đó thì cũng nóng tánh lắm. Ngày xưa là nóng lắm. Anh Đen này nói câu nào là con sẽ trả lời câu đó. Nhưng mà từ khi nghe lời mẹ tới giờ nó hiệu quả chú Linh. Có nghĩa là khi mà hai đứa con gầy lộn, mẹ nói là đi chỗ khác đi, đừng có nói ngồi lên tí xíu là quýnh lộn. Thì con đi xuống dưới lầu, đang đi tập thể dục gì đó, đi chạy bộ. Xong tí xíu ảnh kiếm, alo em đang ở đâu vậy Linh hay cái gì, sao nói chuyện đàng hoàng cái sao đi mất tiêu vậy. Có nghĩa là ảnh sẽ tìm, ảnh mới tìm. Ví dụ như hai đứa con gầy lộn mà mình ngồi xuống đứng góc và xong rồi xem ai sai thì xin lỗi, mình nhận lỗi. Chứ không có để cho mọi chuyện nó quá xa. Nhưng mà bởi vì con đôi khi con cũng vẫn còn cái tính đàn ông nóng tính á. Dạ. Con cũng nghĩ là mình là đàn ông nhiều khi mình nổi dậy luôn đúng không? Dạ. Mình không có kiềm chế được. Đúng rồi. Nhưng sau đó mình xem lại, ủa mình là vợ mà. Dạ. Đôi khi mình cũng nghĩ từ đó mình dịu lại đúng không con? Dạ. À. Có cái câu chuyện nào mà nó lớn lớn mà khiến mẹ phải khó xử không anh? Thì hai đứa gây lộn xong rồi nghỉ quen nhau rồi định em định ra ngoài ở luôn. Nghỉ luôn? Dạ. Rồi xong mà mẹ nói mẹ không cho, mẹ nói là phải ở yên đó để mẹ giải quyết nha, không là được lúc đi đó đâu. Cưới chưa? Dạ chưa cưới. Mẹ nói là ở yên đó để mẹ xử lý cho, không được đi đâu chứ con đi là con mắt nó gán chịu á. Mẹ nói là hai đứa con á gầy lộn đi rồi đứa nơi đi, rồi Danny nó cũng đi tìm một người mới, rồi con cũng phải đi tìm một người mới, rồi hai đứa bắt đầu lại rồi tìm hiểu lại mệt lắm, ở yên đó để mẹ xử lý. Là mẹ lên hả anh, giảng hòa hả? Ba với mẹ lái xe từ Bình Dương lên để con hai đứa giảng hòa chứ. Nói riêng là tâm sự với chạc này nè, ví dụ giờ mà con giận anh đi rồi hai đứa tụi con xa nhau mà cái khoảng thời gian tụi con á là quen nhau là cũng khó khăn. Mà ví dụ giờ mà con không có còn ở với Danny nữa, con đi quen một người khác đi, rồi con gặp gia đình đó đâu có thoáng bằng ba với mẹ, gia đình của mẹ, dòng họ của mẹ. Nói chứ mình bước vô một cái gia đình khác là con phải làm lại từ đầu. Yeah. Đúng không em? Đúng. Là mình phải lập lại là từ đầu, từ trên xuống dưới, là biết người ta gặp cái gia đình phong kiến nữa. Nên chị góp ý hai đứa, nói chung tụi nó cũng hiểu. Nhưng mà con có nghe nói là trước ngày cưới là hai anh là gây lộn mà đòi hủy cưới không con? Không có là nói chung là hai cái bạn này nè lớn rồi nhưng mà cái suy nghĩ y như là còn tuổi teen vậy đó. Yeah. Giận cái là y như là bùng phát vậy đó, cũng như không suy nghĩ đó Linh. Chị thì chị rất là tâm lý, ví dụ như không có mặt anh này
thì chị sẽ nói với anh Danny này là nó sợ lắm rồi con ơi, con Hâm là con bỏ nó sợ lắm rồi con ơi, thôi con đừng có vậy nữa, thôi mày nói em nó khóc quá chừng thế này cho anh này cảm động nặng, ảnh không có cái thái độ đó. Rồi xong rồi nói tới anh kia, mình cũng như mình nói vô vậy, dạ, nói mọi người nói vô một chút cho hai đứa nó hòa nhau. Dạ. Đó, mình tâm lý một xíu vậy chứ không phải như chị, không phải như nó thôi con bỏ nó đi, bỏ nó này nọ. Bằng mọi cách chị phải gom con chị lại. Nói chứ mình cưới một con dâu đâu phải chuyện dễ đâu. Đâu phải làm đám cưới một đứa đâu phải là chuyện dễ đâu. Đám cưới mình có rước dâu đưa dâu gì không con? Dạ không chú Linh, có nghĩa là hai đứa con về cho ba mẹ hai bên hay. Xong rồi mẹ lên lịch, mẹ mời bạn mẹ, rồi tụi con sắp xếp một cái tiệc cưới ở Sài Gòn. Bạn của mẹ với ba lên, rồi gia đình con lên, rồi bạn bè con làm đúng chỗ. Dạ. Con làm 600 khách. Ôi ôi cũng lớn. Chú cũng xem nhiều cặp vợ chồng như con với chồng con rồi thì chú thấy rằng một đám cưới rất là hạnh phúc luôn á. Mình xem mình cũng hạnh phúc lây luôn á. Giống như vừa rồi mình coi Thanh Đoàn hả? À dạ Thanh Đoàn với lại anh Hà Trí Quang. Hà Trí Quang, dạ. Tại vì mình rất là cảm động. Thấy hai đứa hạnh phúc của mình cũng hạnh phúc lây luôn vậy đó. Hay quá. Rồi mình làm dâu như vậy 6 năm nay rồi. Con cảm giác là con hợp với mẹ chồng cái gì? Dạ trong nói chuyện hai mẹ con hay tâm sự tán gẫu á chú Linh, hay nói chuyện tán gẫu rồi đó, rồi hai mẹ con vô bếp nấu ăn cũng hợp luôn. Con thấy mình không hợp với mẹ chồng tính gì? Chỉ là ăn uống đó chú Linh, thì mẹ kỹ là mẹ kỹ hơn con luôn á. Cho nên là đôi khi là con đi về dưới mà đôi khi thấy mẹ ăn mà con ăn cái gì mà con thấy sai sai một xíu là con cũng ngại luôn. Có nghĩa ví dụ như ăn cái gì mà dầu mỡ nhiều quá, con vô làm bếp làm đồ ăn mà con chế dầu là không phải canh mẹ con đó. Có mẹ ở đây không mới chế dầu được, thôi là con dám chế. Thì mẹ không ăn, chứ thôi bột ngọt á chị. Vậy nó cũng sợ mẹ chồng ghê chứ bộ. Nhưng mà mẹ chồng anh có la không? Dạ. Mẹ chồng anh có la anh không? Dạ không. Không có la hả? Ví dụ như hai đứa có gầy lộn thì mẹ la, mẹ khuyên thôi. Chứ mẹ không có la mấy cái chuyện lặt vặt. Mẹ la ai? La hai đứa luôn, mẹ nhưng mà mẹ tách ra. Ví dụ mẹ la chồng con, xong rồi tới con. Tách ra chứ mẹ không có gom chung như mẹ ngồi nói chuyện chung. À, dạ. Cũng hay tâm lý ha. Rồi nói chung là để ý tí xíu á chú Linh. Để ý mẹ con thích cái gì rồi mẹ không thích cái gì. Còn ba chồng thì dễ lắm. Con chưa bao giờ thấy người ba chồng làm gì luôn á. Sao ba chồng? Ba chồng em tuyệt vời lắm chị, thật sự luôn á. Ai làm gì làm. Dạ. Tụi con hạnh phúc là được, vui vẻ được, đừng gây lộn nhau là được. Tụi em mà đi về nhà hát karaoke từ sáng tới chiều ba cũng không nói tiếng nào. Ba đi vô phòng ba nằm ba coi tivi gì đó, hồi ba ngủ gì đó. Ba không có để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt, cô không có la bất cứ một cái gì luôn. Từ khi mẹ em về nhà tới giờ luôn, ba chỉ la đúng một lần là ba thấy con nó nạt anh Danny á. Cái ba nói là con không được làm gì, cái tính nó vậy mà con nạt nó là không được. Đó là chỉ đúng góp ý nhỏ xíu một cái câu đó thôi là con nhớ hoài tới giờ luôn. Đó. Chứ ba giọng dễ lắm luôn á. Cô dâu này khéo quá chứ. Con có tính toán gì khi làm dâu hay là con làm bằng cái tâm của mình? Dạ con cũng không có tính gì chú Linh. Tại vì con biết cái gì cái con làm. Ví dụ như mẹ hỏi Tấn ơi đám giỗ này mẹ làm 8 mâm là con nấu được không? Cái con nói thịt kho rượu đồ nè. Rồi khổ quá hầm rồi đó mẹ đưa đi con làm mấy cái món đó. Còn mấy món kia mẹ đặt đi. Quá giỏi. Cô dâu vậy rồi quá rồi. Thậm chí làm dâu giỏi hơn Lộc. Không thiệt em phải công nhận vậy luôn á. Lộc nó ăn chay còn nên nó không kho thịt được nữa. Đúng chính xác đúng không? Dạ. Nhưng mà nấu mà nấu số lượng nhiều nó cũng khó nữa. Nhiều lắm á chị. Dạ. Lộc về làm dâu nấu đồ chay không? Còn cho ăn trái cây không ạ? À? Với hạt. Với hạt. Rồi hôm nay có chồng con chắc là mình mời em trai vô đây. Em trai vô đây. Dạ. Dạ con chào chú. Chào anh ạ. À. Dạ đúng rồi. Ngoài dự đoán. Dự đoán hả? Dạ anh giới thiệu một chút về mình đi. Con xin chào chú Linh. Dạ. Xin chào Lộc. Em tên là Danny, hiện tại em là 36 tuổi và em là chồng và là con ruột của mẹ em. Dạ. Và là em đang là một CEO của một công ty về truyền thông. Làm truyền thông thành ra nó cũng biết cách lắm á chị. Dạ. Truyền thông nó biết cách dẫn dắt rồi nó biết cách làm hòa này kia. Nhưng mà sao hai đứa gây lộn ngoài không làm hòa? Làm sao cho mẹ vui hay nó kêu lộn hoài vậy? Con thấy là nếu như mà là ở cái góc nhìn của một cái người thứ ba ở bên ngoài thì mình sẽ nghĩ là sao này nó gây lộn hoài như vậy. Nhưng mà nếu như không có cuộc gây lộn thì chú Linh nghĩ là tình yêu của hai đứa nó có nhạt không? Vậy cũng muốn gây lộn nó có gia vị trong tình yêu hả? Nghĩa là những cái cuộc gây lộn đó nó chính là những cái mà để mình hiểu nhau hơn. Tại vì có những cái góc nhìn đơn giản là mình thấy việc đó thì con thấy nó không có sai. Ví dụ chẳng hạn một cái việc làm đó nhưng mà vợ con hay lấy là lại sai. Nghĩa là mình bị bất đồng cái quan điểm về cái góc nhìn và cái vị trí. Thì con thấy là
những cái cuộc gây lộn. Thì gây lộn thì nó sẽ có to rồi nhỏ, rồi nói chung là cũng có những lúc nó hoành tráng lắm, và những cái lúc thì nó cũng bé bé thôi. Nhưng mà những cuộc hoành tráng thì mẹ sẽ là người hòa giải cho tụi con. Và con thấy là cái nói chung là cái cuộc hôn nhân của tụi con đó, nó cũng khá là đặc biệt. Hồi nãy con có nghe Lộc nói một câu là tại sao để tới 6 đến 7 năm mới cưới. Thì cái câu này không ai trả lời được mày con. Vì đám cưới là con quyết định. Con nói là mẹ ơi, con muốn cưới vợ, cưới cho vợ con. Con là người đã trải qua rất là nhiều biến cố, đặc biệt là tình yêu. Thì tình yêu nó dạy cho con rất là nhiều sự trưởng thành. Và đối với vợ con, tại sao tới 6-7 năm? Vì con muốn là nó là một quá trình. Thì con cưới vợ con thì con cũng có tham gia một chương trình. Thì nói lý do cưới vợ con là con thấy là con khi con ở với vợ con á, thì con sẽ cảm thấy con không có đề phòng. Chú Linh cũng vậy, giống như vợ của mình. Thì biết là người phụ nữ này sẽ là người đồng hành với mình lâu dài. Thì con cũng sẽ cảm nhận được đây sẽ là một người bạn đời đồng hành với con lâu dài. Mặc dù là những thiếu sót của bạn, những thiếu sót của con thì từ từ nó sẽ vun đắp mà. Đứa hình tròn, đứa hình vuông thì mỗi ngày chúng ta từ từ nó mới hòa quyện với nhau. Chứ mình là hai người xa lạ mà, làm sao mình hòa nhau được. Thì nó phải mất khoảng 6 đến 7 năm. Thì sẵn ở đây là có mẹ nói là con muốn nói với mẹ là với lại tất cả mọi người là trường hợp của con là trường hợp đặc biệt. Thì con không thể nào con đi đánh trống khua chiêng được, mà con cũng cố gắng chứng minh. Tại vì mình chứng minh được thì tất cả những mối quan hệ của mình, những đối tác, những khách hàng, bà con hàng xóm giữa cái đám cưới của mình, thì người ta sẽ biết được rằng là con, anh Bell và chị Hoàng, tuy nó là những trường hợp rất đặc biệt và bị nói ra nói vô, nhưng mà khi mà người ta đi đám cưới về rồi thì người ta lại có một cái nhìn khác hơn. Và mình vui, con vui vì điều đó. Tại vì con thấy là người ta cảm nhận được đó chính là những gì mình đang cố gắng, những gì mình đang làm và những gì mình chứng minh được. 1000 lời nói đâu bằng một sự hành động đâu. Con sẽ hành động. Nhưng mà chú thấy con nói là gia vị tình yêu nó nhẹ nhàng thôi. Đôi khi cãi nhau nhiều quá đó, đôi khi sẽ làm tổn thương nhau á, thì những cái vết hằn tổn thương trong tim mình á, nó có nhiều quá đó, rồi một lúc nào nó chồng chất lên á, thì cái hậu quả nó cũng rất là nghiêm trọng luôn. Dạ. Thật ra cãi vã, mâu thuẫn thì nó sẽ có. Dạ. Nhưng mà làm cách nào đó nó bớt đi và nó nhẹ lại thôi. Thì mình cũng 6-7 năm rồi, mình tìm hiểu 6-7 năm rồi mình mới cưới nhau mà. Thấy không? Tụi con sẽ giải thích cho chú Linh hiểu là khi mà thí dụ chú Linh nhìn á, đây là một cặp vợ chồng đàn ông, mình làm như vậy, mình là một người vũ phu và một người không có kiến thức hoặc là một người không có hiện đại. Nhưng mà chú Linh nhìn xem tụi con có phải là trai gái đâu. Tụi con giống như là những người đàn ông với nhau. Cái tình yêu của tụi con á, nó đặc biệt và nó khác. Nó khác lắm, giống như giờ thí dụ chú Linh không thích giống như là đàn ông, nó sẽ có những cái con trai với con trai á, nó sẽ có những cái nóng tính chú Linh. Thì này chú nói đó. Dạ. Nhiều khi chót này nó cũng nghĩ nó đang là đàn ông. Máu nó nóng đúng không? Dạ đúng rồi, tụi con chú Linh thấy là tụi con thực sự là vợ chồng với nhau. Nhưng mà nếu như tụi con đi ra đường á, tụi con không nói. Nhiều khi khách hàng của con cũng vậy, nhiều khi tưởng con là con trai. Mình phải nói thì khách hàng mới biết. Và tụi con thấy là đó là những cái bồng bột của tụi trẻ. Giờ hai đứa trưởng thành rồi. Dạ. Thật ra hai đứa cũng có một thành công nhất định rồi, thì cũng cố gắng hạnh phúc để cho ba mẹ mình hạnh phúc. Bởi chú thấy gương mặt của mẹ con hạnh phúc nó khác với người khác, người ta không có gượng gạo trong hạnh phúc đó. Rồi miễn sao là hai đứa hạnh phúc là chị vui đúng không chị? Đúng rồi. Mẹ con lớn hơn chú gần chục tuổi mà mẹ con trẻ hơn chú là hiểu là mẹ con chăm nhảy sóc nhảy dữ lắm chú ơi, mẹ đúng con xì tin lắm chú biết không. Ví dụ mà mỗi lần mà đám tiệc vậy đúng không, con lên hát nhạc đen lên cho mẹ là mẹ thoải mái vui, mẹ không có ngại. Cứ tụi con muốn nhảy thì tụi con nhảy đi. Đó, rồi thí dụ chẳng hạn như là cuối tuần là đi cà phê đúng không? Ngủ hai tụi con đi theo, giới thiệu, nghĩa là mẹ con rất tự hào. Chứ mẹ con không hề mặc cảm. Tại vì sao? Mẹ con có một cái góc nhìn nó khác hơn. Và con cũng mong muốn là những cặp đôi nào mà đang bị gia đình cấm cản về tình yêu LGBT, thì thật sự là con cũng chia sẻ là tụi con đâu có muốn đâu. Giờ cũng hết cấm cản rồi. Dạ, đúng giờ rồi. Ngày xưa thôi. Đúng giờ rồi. Chú thấy hết ai cấm cản rồi đó. Đúng rồi. Nhưng mà đó. Nãy giờ cô nghe anh nói thì chắc cô cũng vui lòng cô hả? Thấy con cười mình nó hiểu. Luôn kìa. Con mình nó hiểu đúng mình quá trời luôn à. Bây giờ là mẹ chồng muốn con dâu thay đổi điều gì? Chị muốn chàng dâu với chị hả? Bớt nóng tánh lại, cũng như là vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe. Đó nói thôi. Chứ anh chàng này thì nó như là giỏi. Ôi, mẹ ơi cô vậy chứ thương lắm mẹ ơi. Vậy đó là vợ vậy chứ. Tụi con không có để bụng. Tụi con được cái tính là tụi con không hề để bụng. Xả ra là thôi. Tụi con không? Thấy như vậy nó sẽ yêu hơn. Tại vì con nói thật sự là khi mà mình gây lộn rồi á, hồi mình nguội á, tự nhiên mình thấy thương nhau. Ủa hay vậy ta. Tụi con là vậy á. Có nhiều người gây lộn xong khi mà cái cơn giận mình nó qua á chú. Chứ tụi con không có âm vang nó mấy ngày trời. Ví dụ rồi khi mà mình ngồi mình nghiệm lại mình thấy mình sai,
thì con sai là con xin lỗi vợ con. Ví dụ con thấy con sai, vợ con thấy con sai thì lại khều là vợ con không có khều luôn mà vợ con ra nấu đồ ăn, kêu ra ăn. Không biết là cách cái thì vậy thôi, mình quê thôi. Rồi còn con có muốn mẹ thay đổi điều gì, muốn nói gì với mẹ chồng con không? À thì cái chuyện mà con muốn nói với mẹ là tại vì chia sẻ chú Linh luôn, con ít có tâm sự với mẹ của con. Thì tại vì đổi là hổng. Có cái tâm sự với mẹ của con, tâm sự với mẹ chồng rất là nhiều luôn. Tại vì hồi trước á, cái góc nhìn con suy nghĩ là tại vì anh Danny là con của mẹ cho nên là chắc là mẹ sẽ lắng nghe anh nhiều hơn, thương anh nhiều hơn, cho nên là cái góc nhìn của mẹ khác. Nhưng mà khi mà mình dần dần mình tiếp xúc với mẹ là không phải gì. Tại vì không có mặt con đi chăng nữa thì mẹ cũng la anh Danny y như vậy. Đúng rồi, cái nào biết cái cách mẹ, của mẹ xử lý cho nên con cũng không muốn mẹ thay đổi điều gì. Rồi, thôi hai mẹ con ôm nhau cái nào. Dạ. Chúc gia đình chúng ta hạnh phúc mãi mãi nha. Quan trọng là mặc áo dài nè, thì em phải đối diện với nó như thế nào? Dễ lắm luôn á chị.
Chị của bạn em, chị của cái bạn về vô chửi em.
Thì khi mà hai người quen là yêu xa yêu gần, đi xa vậy có thể chạm tới cái nụ hôn đầu tiên được không? Không, chưa luôn mà cũng chưa một cái nắm tay vào gặp mặt chưa. Rồi ơi tiếp dữ gì trời, rồi tiếp một mối cố tình thứ hai đi em, chung trường với em đó, một lần có thể hai lần là chỉ có hai lần em yêu gần, ba lần yêu gần còn tất cả yêu xa. Như em có tổng cộng bao nhiêu mối tình rồi? Trời ơi, bé nó quá đa tình đi. Ủa nhưng mà cái mối tình thứ hai của em là quen chung trường. Thì này có những cái đầu rồi nè. Bây giờ cái đầu tiên rồi nè. Bây giờ em kể xương xương đi. Giờ nắm tay đầu tiên và hôn đầu tiên, như là chở nhau đầu tiên, hẹn hò đầu tiên luôn. Kể hết nha. Rồi, đi. Em nhớ là đi. Em nhớ là đi. Em nhớ là đợt em học thể dục, em thấy được đó xinh. Em bớt tóc hả? Và đó là em của một bạn mà em đang chơi chung. Còn các em của bạn đó là gái thẳng. Ủa, nhưng mà bạn đó là đáng nhận. Dạ đúng rồi. Xong cái hẹn em cũng gạ bạn này để giới thiệu con gái của nó cho em. Cái hai đứa chơi chung, cái đợt bạn này rủ con gái của nó đi qua nhà của một con này chơi. Cái em cũng đi theo, qua em thấy. Xong cái tự nhiên em của mình nắm tay của em đi ra, đi mua hộ. Cái lúc đó em mới hết hộ, em giật mình. Xong cái thời gian sau đó em trốn học, em đi chơi với bạn, được bố mẹ phát hiện. Trời ơi, bố mẹ phát hiện là sao nữa? Cái bố mẹ thì đi chơi cô giáo. Hỏi là cô giáo dạy thêm của em, hỏi là ủa ai đang sao giờ này nó chưa về nó vậy cô? Hỏi là bà thêm, ủa đâu có đâu, nay nó xin nghỉ nó đi chùa. Xong bố mẹ mới phát hiện là em nói do đi chơi. Rồi sao? Phát hiện có nghĩa là có đi tới tận chỗ để bắt luôn không? Hay là không biết chỗ đó là tại vì em vô tới trong xã chơi là còn nhà có mặt trống. Xong cái bố của em để chạy xuống luôn chồng kiếm em ở đâu chỗ bắt về. Chị có một người chị sẽ biết là bố mẹ mình kiếm cái nhắn cho các bạn đó kêu hai đám nó về nè, và cái bị đánh thêm đó. Dạ đúng bị đánh nữa. Đợt đó là em bị đánh trở. Trời em bị đánh mấy lần rồi? Trời rồi đến bây giờ không, tới bây giờ thì em có không được đúng có năm lớp chín lớp mười là em rất nhưng mà sau khi mà em cắt tóc ngắn lên á thì cái hành trình mà em làm trend guy nó có cái trở ngại gì nữa không? Ngoài ba mẹ ra thì nó còn cái trở ngại gì nữa? Chuyện tôi làm áo sơ mi trắng đi học ấy. Bố mẹ mẹ em thì không thích em mặc sơ mi nam. Nên là em còn lấy mua xong thì em phát hiện mẹ giống. Xong rồi em mua cái mới. Trời ơi, tốn tiền quá mẹ ơi. Ý là mẹ thở mai nhưng mà mẹ lại giấu đồn cho đi học. Cái mua xong em lấy dặn dạ. Em đem qua nhà nội em, cái sáng đi học em chạy qua nhà nội em. Mà nội cũng thương quá đúng không? Nội em chỉ có hai đứa cháu nội. Ừ, mà nội thương hai đứa cháu nội. Tiêu chí mà em tìm người yêu của em á thì nó như thế nào? Có nghĩa là mà nãy giờ chị nghe là những cái mối tình đó là những cái mối tình còn đi học thôi, thì cái đó là chuyện bình thường thôi, cái thời mới lớn mà. Còn bây giờ khi mà mình lớn lên lên đại học rồi nè, mình sắp là trưởng thành hơn rồi, thì mình có những cái tiêu chí dành cho người yêu như thế nào? Em có thể một mí xíu đi coi có ai không có thể đúng tiêu chí để em chọn người yêu không? Tiêu chí em cũng có rồi chị, kiểu như thì tất cả các mối tình của em luôn đều là người khác chủ động nhắn tin cho em. Vậy luôn hả? Em thấy nó chủ động lắm. Em lười rất tin nhắn cực kỳ luôn. Em nhắn được tầm 3 câu. Nhưng mà em thích